Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại đơn vị nhà anh chị Dũng, tại địa chỉ đó là Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, và giới thiệu cũng như là chia sẻ tới tất cả anh chị cùng tham khảo một cái mô hình tiệm giặt giấy tiếp theo thuộc trong chuỗi giặt giặt dịch cộng mà do đơn vị tôi mới setup xong và đang trong quá trình đó là anh chị xây dựng và sửa sang thêm hệ thống về mặt tiền anh chị nhá. Anh chị có thể thấy ở đằng trước đây là đang là có rất là nhiều những cái vật tư như là cát rồi là xi măng để trong quá trình hoàn thiện hệ thống. Ở đây thì bên mình mới set up về lắp đặt máy xong và biển bảng hiện tại mọi người thấy bên trên này cũng chưa có một cái gì gọi là cái thương hiệu liên quan đến biển bảng mà do đơn vị mình set up cả. Đấy, và hiện tại thì mới chỉ là lắp đặt và hỗ trợ hướng dẫn. Đấy, vậy thì mọi người có thể thấy đó là set up một cái mô hình tiệm giặt giấy công nghiệp thì cơ bản chúng ta sẽ cần những thiết bị gì, và đầu tư một cái mô hình tiệm giặt giấy công nghiệp thì chúng ta cần tài chính khoảng bao nhiêu tiền. Đó là vấn đề mà được rất là nhiều anh chị quan tâm khi mà tìm hiểu kinh doanh về một cái mô hình tiệm giặt là công nghiệp. Thế nhưng khi mà anh chị tìm hiểu thì anh chị luôn không quan tâm một cái vấn đề, đó là cái hướng và đối tượng khách hàng chúng ta hướng tới, cách chúng ta truyền thông marketing. Và thì ngoài vấn đề đó là khi mà chúng ta có chất lượng rồi thì chúng ta cần phải biết cách chúng ta quảng cáo dịch vụ, chúng ta biết cách đó làm thị trường. Đó là yếu tố quyết định sống còn, cũng là quyết định để đơn vị chúng ta làm có thành công, có đông khách hàng hay không. Đấy, vậy mọi người có thể tham khảo ở đây là một cặp máy giặt sấy công nghiệp. Em có thể đi sâu bên trong đây, anh nói qua để mọi người cùng tham khảo với hệ thống máy giặt tại đây. Đây đó là chiếc máy giặt công nghiệp giải công suất 26 kg. Đây là dòng sản phẩm nhãn hiệu Blue Wave. Và mọi người có thể thấy đây là dòng sản phẩm rất là thông minh. Thông minh ở đây là gì và cải tiến ở đây là gì? Đầu tiên phải nói đến đó là cái hệ thống lồng. Hệ thống lồng của máy, miệng lồng rất là rộng, rất là tiện để anh chị khi mà cho đồ vào. Cái thứ hai đó là hệ thống lồng bên trong đó là được tích hợp và đột rất nhiều những lỗ nhỏ ni ti. Và trên hệ thống lồng là có tích hợp đó là hệ thống dập vân vân lỏi, tạo ma sát để cọ sát cho đồ vải chúng ta nó được sạch hơn. Và anh chị có thể đến trực tiếp đơn vị mà mình đã set up rồi để trực tiếp trải nghiệm cũng tham khảo về cái chất lượng của dòng thiết bị này. Đấy, thiết bị này thì tốc độ vắt rất là cao, rất là kiệt đồ anh chị nhé. Và dòng sản phẩm này có tích hợp nó là tiêu vê khử khuẩn, có tích hợp chương trình nước nóng và sử dụng hệ thống đó là men cảm ứng. Đấy, và đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà cũng được anh chị quan tâm và lựa chọn rất nhiều. Vậy thì cũng có rất nhiều anh chị đó là khi tìm hiểu về một hệ thống thiết bị máy thì quan tâm nhiều hơn nữa đó là về phần cơ khí, phần cơ khí của thiết bị máy. Và ở đây thì chia sẻ với mọi người đó là đồ cũng đã mang về rồi, cho nên là em không tiện để gỡ ra để mọi người cùng tham khảo. Và anh chị nếu mà đang là lưu tâm đến dòng sản phẩm này thì hãy đăng ký kênh và đón xem video sau, thì em sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người cùng tham khảo cái hệ thống cơ khí của dòng sản phẩm này nhá. Và bên cạnh đây nó là một chiếc máy sấy công nghiệp. Vậy thì chiếc máy sấy này có tác dụng gì? Ngoài vấn đề đó là làm khô thì chiếc máy sấy này còn có tác dụng đó là loại bỏ những cái phần tồn dư tạp chất chứa trên chăn. Trong quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ có bụi, sẽ có những cái phần lông chết của tế của chăn. Đấy, thì trong quá trình sấy là chúng ta sẽ loại bỏ được anh chị nhá. Đấy, vậy thì chiếc máy sấy này sẽ có rất nhiều những cái công năng và cái hiệu quả để góp phần mang lại cái chất lượng phục vụ chúng ta tốt hơn. Và như mọi người có thể thấy đó là để set up một cái hệ thống tiệm giặt là công nghiệp, chúng ta cần phải có đó là hệ thống nguồn điện 3 pha. Đó là những cái yếu tố cần có khi mà chúng ta kinh doanh hay chuẩn bị về một hệ thống mặt bằng. Và liên quan đến ví dụ như vị trí đặt máy, liên quan đến diện tích, liên quan đến diện tích phòng, rồi là liên quan đến giá kệ dàn phơi. Đó là những cái thứ mà chúng ta cần thiết cần chuẩn bị đến khi mà chúng ta có định hướng tìm hiểu hay kinh doanh về một mô hình tiệm giặt là công nghiệp. Và nếu như anh chị mà đang quan tâm tới những cái dòng sản phẩm với mốc tài chính đầu tư dao động tầm khoảng từ 100 triệu cho đến 300 triệu hoặc nhiều hơn thế, anh chị cần tư vấn, cần tham vấn, hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline của em Huy, qua kênh Giặt là Dịch Cộng và đến với em qua số điện thoại đó là 0397742111. Em sẽ có rất nhiều những cái phương án và có rất nhiều những giải pháp để anh chị có thể cân đối, đầu tư và tìm hiểu phù hợp hơn nữa anh chị nhé. Xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video này.